Đó là cái đàm cực kỳ rát Dành cho nhóc OT. Chúng ta cùng xử lý với nhóc OT nào In với một tia Hai cả nhà, vâng, chào mừng tất cả bạn đã quay trở lại với chào mình nha Mình nhóc ở t đây, Hôm nay anh em chúng ta sẽ quay trở về đó chính là những cái sự kiện của ngày hôm nay cả nhà à, ở đây thì chúng ta đang có đó chính là bộ ria Map đáng sợ cả nhà này. Đó chính là sử dụng uh, một con siêu thợ mỏ. Chúng ta sẽ có đó chính là một binh thư cả nhà nhá. Rất là tuyệt vời cho những anh em nào mà đang muốn uh, hoàn thiện Hoàn thiện xong ngay một đơn vị lân cấp nào đó cả nhà Dưới đó nữa thì chúng ta có thần ăn bão tố Con sự kiện này thì đến với chúng ta rất là nhiều Phải sử dụng hai dòng và phần thưởng của chúng ta sẽ là một thuốc tài nguyên cả nhà Hiện tại thì bộ mép đáng sợ này của mình ý Thì anh em để ý rằng là mình đang cường hóa ở đây là hai con rồi đúng không Và nhanh nhất thì cũng loanh quanh còn một ngày nữa cơ Mai, mai sẽ làm đó chính là cái chay video Cái video về đánh chay con siêu thợ mỏ cùng với anh em nhưng hôm nay thì chúng ta sẽ có đó chính là video đánh chay 16 con rồng lửa cùng với tất cả anh em nhá. Rồi cả nhà nhá, như vậy là nhau bọn tên đã xét lính xong cả nhà này. Mỗi tội là không có quân hội thôi, không sao cả anh em nhá. Bây giờ thì anh em chúng ta sẽ đi, đó chính là chinh phục cái combo được sử dụng. Đó chính là chay 16 con rồng lửa cả nhà này. Tìm ra ngay một con nhà mượt thế, mượt cơm mượt canh chưa anh em này. Ờ, nhà này chắc có lẽ vẫn phải phế gồng lại quản giáo á cả nhà Mà có cả tàu bay nữa chắc chắc là mình cũng sẽ phế luôn một bình băng đi anh em nha Phế hết, phế hết, đúng là Phế như quả khế luôn, sợ gì mà không phế Kể ra mà không đánh chay thì anh em chúng ta sẽ có... Đấy, anh em thấy không? kể ra mà không đánh chay thì anh em chúng ta sẽ có đó chính là một uh, con lava đi ấy thì cảm giác là cũng được anh em ạ nhưng ở đây thì mình đang thử thách cái uh, combo đánh chay nên là bắt buộc anh em chúng ta cần phải chơi chay anh em nhá à dạ ơi, vẫn đóng vẫn tàng hình con uh, một tia vào cả nhà kìa Mô ta cẩu à mô ta cẩu chúng tôi à Ui đạo này nó chạy linh tinh rồi lang thang rồi Vẫn còn bình tàng hình anh em ạ à. Nhưng thà không biết lém kiểu gì luôn đấy Không biết lém kiểu gì luôn anh em nhá Ngon rồi nhà cả nhà mình nhờ Cảm giác cũng khá là ngon ngon rồi đấy Kinh Queen Dòng lửa ép luôn Ép luôn Ép ép luôn <laughs> Bánh ép luôn anh em nhá Bánh ép luôn nhá Nhiều đấy Phê chưa nhà mình nhờ Phê chưa cả nhà mình ơi Nữ tướng hoàng gia đi cùng luôn không Nữ tướng hoàng gia đi cùng luôn đi Đi chậm chậm một tí nhưng mà được cái là Nó cứ nhẹ nhàng Còn Queen theo đội bạn đây này Cả nhà này TT chứ gì đã bị bắt rồi Queen của chúng tôi này Nữ tướng hoàng gia Bắt buộc phải gồng nhá Chưa gì phải gồng sớm đấy <laughs> Rồi bây giờ thì bạn đánh ai <laughs> bây giờ thì bạn đánh ai ạ à. kinh đâu rồi kinh chậm thế nhá kinh phải gồng lên này thất vọng là con kinh quá mình vừa gồng lên anh em ạ nào cho mình tàng hình vào đánh cho nó rén luôn Phê không anh em thật ra là combo đánh chay rồng thì mình có cảm giác là nó khá là dễ dàng công nhận với anh em một điều đó là như vậy Ở nhà nhá dòng này hoặc dòng điện này hoặc là mấy cái con mà cái đam của nó một mình ấy cảm giác đánh rất là sướng không như những đơn vị ví dụ như là chay golem này chay lava thì những con đấy thốn hơn cả nhà <laughs> ok như vậy ở cái trận đầu tiên chúng ta có ba sao là rất dễ dàng đúng không bây giờ anh em chúng ta sẽ qua đến đó chính là cái trận thứ hai luôn nhá rồi và bây giờ thì anh em chúng ta cùng qua đến với anh em ở đây đó chính là cái trận cuối giỏi ơi cái trận thứ hai thơm phức Mới tội là không có lava để phế rồi anh em ạ à. Vẫn có lẽ vẫn phải bắt Vẫn phải phế đại quản giáo anh em nha Có lẽ mình vẫn sẽ quyết định phế đại quản giáo Rồi Gồng sớm đi Cho nó còn luật trợ nha Pha này thì sẽ Ủa bay đúng về hướng kinh à Ghê quá nhỉ, bay đúng vào cái hướng kinh cả nhà Bay vào hướng kinh nhớ hơi đau đầu rồi. Ôi đừng đứng sát nhà chính quá. Có cả quân hội là bách ca cả nhà này. Như vậy là mấy con này nó nó bắn kinh với lại bách ca để biết khi nào mới, mới 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 hết được đúng máu này đây. Cày đó. Rồi, tôi được không sao, đó là bình tàng hình cuối cùng của mình rồi. Đó là bình tàng hình cuối cùng của mình anh em ạ. Hai bách Vâng, rất rát Đó là cái đàm cực kỳ rát Dành cho nhóc MT Chúng ta cùng xử lý với nhóc MT nào In với một tia Đốt vào kinh rồi, may quá vẫn còn mình bằng Hít luôn Chiến luôn cả nhà này Góc dưới định lém lựa tướng hoàng gia Nhưng mà góc dưới vẫn còn con queen cả nhà vẫn còn inferno một tia mình đang khá là rén và các bạn để ý rằng là đội tướng hoàng gia mà gặp inferno một tia thì rất là dễ bị đốt vào cả nhà nhá tê tê hay quá tê tê vẫn kịp làm choáng nhưng mà không kịp cứu lữ tướng hoàng gia cả nhà thôi được rồi đành như thế thôi anh em ạ Ồ, và con kinh của chúng ta thì cũng còn rất là thấp máu queen còn uh, queen còn gồng cả nhà nhá góc dưới đây thì dòng lửa bất chấp hết đúng không nào không sợ queen đâu Gồng con queen lên thôi cả nhà Tránh trường hợp bị fail time Lấy mấy con archer bắn chùa lựa cho nhanh Trên đây thì vẫn còn rồng ở nhà này Bởi vì ở cái giai đoạn đầu ấy Anh em để ý là mình chém gió hơi nhiều một tí <laughs> Mấy con skeleton ra Có bom kìa Thôi mất hết vệ tinh rồi Mất hết vệ tinh rồi Mất hết vệ tinh rồi Lốc xoáy Ok Vẫn cứ yêu thôi anh em 43 giây nữa Thoải mái thời gian rồi đúng không nào và chúng ta lại tiếp tục có thêm một trận nữa là ba xa quá dễ dàng cho chay dòng lửa đúng không nào chay dòng lửa rồi 16 em anh em ạ quá tê luôn quá dễ dàng và bây giờ anh em chúng ta cùng qua luôn đó chính là cái trận thứ ba nhá rồi và bây giờ thì anh em chúng ta cùng qua đến đó chính là cái trận thứ ba với lại nhóc ở tê anh em nha ai chà, chà. Mở mắt ra gặp ngay con nhà nó cũng ác ôn lông thôn đấy Nhưng mà không giàu lắm Nên biết thế đánh luôn con nhà đấy đi Đỡ phải lệch liệt Đây thôi Luôn căn nhà này anh em lại Đỡ phải lệch lác nhiều Ui Phế luôn được không Phế luôn cái lỗ này vào 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 cái lỗ này được không anh em Nhưng lớn rồi Ai còn chơi lỗ chơi lủng nữa nhỉ Ok, cái hướng đánh khá là ok đấy Như vậy là chúng ta vẫn cần phải Đại quan giáo này Cho hai ba con rồng đi Phế như một quả khế luôn anh em ạ Đảng hình thật khéo anh nhá khéo anh em léo vào nhà chính kìa nhà chính kìa Trời ơi đẹp quá nhưng bình thường hình cuối lại hơi xấu Vẫn cứ thơm canh ngọt nước Chắc có lẽ nó, nó, nó bắt lót con kinh anh em ạ Đúng thật là đạo này nó bắt lót con kinh khá ok đấy chứ nhờ làm gì đến loại quá tệ lắm đâu đúng không anh em ngon rồi yêu rồi còn gì nữa đánh như này yêu quá rồi yêu rồi thế này thì thật sự là quá yêu rồi anh em ạ quá là à là yêu rồi còn gì nữa còn một máy bắn đá oánh được nói chung là tâm lý này là nhóc ở đây chơi tốt rồi đội tướng hoàng gia lém luôn đi cùng với lại kinh luôn tại quản giáo vẫn còn anh em này trời phê luôn cho luôn một spell thịnh lộ luôn anh em nhá Ném cho gọi là đón chờ năm mới luôn <laughs> Ném cho được kiểu đúng kiểu đón chờ năm mới luôn đấy À có Inferno một tia nhá Rồi gặp quân kinh lên nào Bắn với chúng tôi ạ Bắn với chúng tôi này Mày tê, phá đẩy đá đang lương cấp lên level 2 <laughs> Ngon 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 Thật ra là cái căn nhà này dù phá đẩy đá có Mark level 2 chăng nữa thì um, chắc chắn là chúng ta vẫn clear rất là dễ dàng rồi đúng không nào? Đại quản giáo hẹo mất rồi cả nhà Còn mình băng này Queen mình cũng sẽ quyết định là gồng lên luôn cả nhà nhá Đây là một combo rất là hay Thật ra là đây là một combo đánh chay và nhóc có thể có cảm giác là đánh nhàn nhất và khỏe nhất anh em ạ Rồng còn rất là nhiều luôn Và nếu như anh em nào mà chưa hoàn thành cái nhiệm vụ này thì hoàn toàn có thể sử dụng cái combo đi chôn này làm nhiệm vụ luôn cũng như là cũng như là đi chôn uh, cho vui anh em nha và giờ thì xin chào anh em hẹn gặp lại tất cả các bạn nha